À, huyền thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của huyền thoại nha. Hiện tại thì có đoàn bán hàng của chú anh chị. Hiện tại thì có hành mỹ với lại chú chánh với đăng khoa tìm lo của chú anh chị. Thì mọi cũng vừa mới lên luôn để cập nhật ra chia sẻ với chú anh chị cùng xem ha. Nãy chị nãy hậu thấy chị lo thì chú chị đó, chị lo mặc áo xanh xanh ha, đó hỏi dùm lại cho chú chị thì cũng thấy rõ rồi chú chị đó, tại vì xa quá thì dùm lại anh hơi mời mong chú chị thông cảm ha. Bữa nay hàng rất là đông luôn của chú anh chị. Thì phía bên shop Vương Vui nữa của chú anh chị thì cũng có anh Hải quản lý ở bển ha. Thì cô chú anh chị nào có ghé thì ủng hộ chị quý gia bất gia này nọ ha cô chú anh chị. Rồi chỉ là cập nhật để chia sẻ cho chị bán hàng được thôi. Rồi, hiện tại thì Thổi cập nhật để chị nhằm lo cho chú cùng xem ha. Hiện qua thì Thổi cũng quay đến shop Buôn Buôn thì anh Hải đó giờ chót thì anh Hải với anh Minh Tý với anh Hai Vũ Lưng cũng cho nó giờ cuối rồi. Còn bữa nay Thổi lại chị nhà mình Loan chia sẻ cô chú anh chị cập nhật nhà chị em Loan bán những bán bình thường nha cô chú anh chị, có bán cô gà với lại đông trái sấy lại hộp dưa hộp bí gì mà đầy đủ có cho nghe cô chú anh chị. Tại hôm qua Thổi cũng có lên nhưng mà vì khai trương nên nhà chị đang đóng cửa Thổi không có quay được. Thì bữa nay thì họ thấy chị đang bán hàng với chú Chánh với anh Khoa với anh Mỹ thì Thổi quay lên để chia sẻ cùng với chú mình xem. Một cô thường ngày là lấy bông hoa sen lại cũng cầu năm chú Đình này của chú anh chị. Thì 2-3 ngày 4-5 ngày thì cô ghé lại tặng qua cho nhầm Loan của chú anh chị. Chú Chánh là nhận giùm chị Loan xe đi hỏi là những cái clip trước Thổi cũng quen nhiều cái cô này ha. Cô này thường là tặng hoa sen để cho công an Linh nha của chú anh chị. Người ta nói là cắm cho ông chồng một bó thì cắm ông đệ, một bó sẽ để ông kia. Đang dọn lại cái là ông đệ cắm hai sen vô đấy cả nhà. Hình như là cố đưa hai bó đó, một bó sáng này của chú anh chị thì Thổi có cập nhật thông tin đó của chú anh chị. Thì có một cái kênh mà nói về là ở sân bay thì nói bọn YouTube dơ ở ngoài sân bay của chú anh chị. Thì Thổi không cần nói tên nha của chú anh chị. Thì có một 4 clip chị Thổi cũng sân bay quay. Nhưng mà cái kênh giáo hội là không đụng chạm nha cô chú anh chị, thì đó giờ không đụng chạm đến ai. Nhưng mà nói bọn YouTube dơ á, thì đến chính lại á, là
trong đó có Thổi nha cô chú anh chị. Đó, chị tự hỏi cho nó thì thôi, còn mà tên thì Thổi mới nói ra. Thì nếu mà cô chú anh chị nào có xem kênh của Thổi từ đời từ đó đến giờ của cô chú anh chị thì có bốn trước giờ thì Thổi không có bao giờ mà công kích hay là phót ai hết. Nhưng mà có một chị này phót lên nói là bọn YouTube dơ. Đó, thì đó thì Thổi chỉ nói thì thôi. YouTube dơ ra sân bay. Nhưng mà trong đó có Thổi nha cô chú anh chị. Chị chỉ Thổi chỉ ra sân bay để đón chị Ni. Đó là cũng là tình nghĩa giống như là yêu mến chị Hồng Loan với lại chị Ni thôi. Nhưng mà cái chị gái này nói là bọn YouTube dơ là xúc phạm với Thổi của chú anh chị. Ở đó giờ Thổi chưa bao giờ có ai. Đó, nhưng mà kênh của con chị này đó càng ngày càng lún sâu cô chú anh chị. Đó, thì Thổi chỉ nói vậy thôi cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị sẽ hiểu cho Thổi nha. Thì có hiện tại thì có chị gái, em gái mua hàng cô chú anh chị. Thổi chỉ đứng đối diện quay hai cô chú anh chị. Thì Thổi không có tiện đứng ngoài cửa sủa. Xin lỗi, đứng ngoài cửa quay hai cô chú anh chị. Đó, chị em lo áo xanh đó cô chú anh chị. Đó, chị em lo áo xanh ha. Chị em Loan cũng bán hàng cô chú anh chị, thì Thổi cũng chia sẻ đoạn video chị em Loan bán hàng với Hành Mỹ chú Chánh này nọ cô chú anh chị. Hiện tại chị em Loan cũng đang ở nhà ha, thì Thổi cũng xin kép video lại cô chú anh chị. Nhớ ông Thổi hộp like, đăng ký nha. Có gì Thổi về tiếp cô chú anh chị. Bye cô chú anh chị nha.